Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Battlefield 2 tiếp nào. Rồi, hôm nay chúng ta đến với một cái màn nó tên là God Town, tức là thị trấn ma hả? Trận này hay đây. Trận này chúng ta sẽ đến cái vịnh này, nó là vịnh Caspian. Vịnh Caspia. À, quân Anh sẽ đấu với lại quân Nga, map rồi có 5 cái cờ, rồi 5 cờ là hơi nhiều nha. Tại vì điều này có nghĩa là hai bên sẽ cố gắng giữ hai cái vị trí này và điểm này sẽ điểm giao tranh quyết liệt nè. Nhưng mà về cơ bản là nó cũng sẽ có những cái đòn đột kích vô cái phía này của đối phương. Thật ra mặt trận nó có thể nằm ngang hoặc đều có, cũng có thể nằm dọc. Cái map này xem ra là quýnh hơi bị căng đấy các bạn. Rồi, sao cả, vậy nó mới hay. Chứ quýnh một đường thì nhiều lúc các bạn thấy cũng chán, nhưng nó đẩy qua đẩy lại giống như là hôm qua mình chơi cái map kia thôi. Nhưng mà cái map đó chơi thì tính ra cũng hay, nhưng mà nó bị cái là mà nó đẩy một đường á, nó nhiều khi xem nó cũng hơi chán. Nó như là hai bên có nhiều lực lượng là tập trung vô hết, nói chung là chẳng qua nó có thêm được cái đường nhánh thôi. Với lại map này mình nghĩ rộng rộng vậy thì chắc là sẽ có phương tiện, chứ hôm qua chơi là không có phương tiện, thành ra chắc là có thể là nó cũng không hay cho lắm. Ồ, quân Anh vũ khí nhìn nó lạ lạ, như cái súng này thì giống quân Mỹ nè. Cái súng máy này thì mình chưa thấy bao giờ, cái này chắc cây shotgun. Rồi thôi, mình nghĩ là vừa vô thì mình cầm cây này đi. Nhìn, ồ cái xe này đúng là xe cho đặc nhiệm luôn á. Nhưng mà này phương tiện một người á. À, cũng được. As support, you will automatically rearm teammates next to your vehicle, as well as the other passengers in the vehicle. Enemy wheeled call sign. Được. Tại nó cái đường nó đi lên ngắn hơn đường của mình. Đồng đội mà nó cũng không có ý định chiếm điểm đó nữa. Súng của quân Anh bắn tương nó được ấy. Để coi cái súng này nó bắn như thế nào. Tại nãy súng mình đỏ nồng rồi cho nên là không được. Có cái xe này luôn à. Hay. Quân Anh với quân Mỹ xem ra là nó có nhiều phương tiện hao hao nhau á. Nhưng mà mình chiếm được điểm này cũng coi như là thành công. Sorry boss. Lâu lâu là có bài pha Fendify. À bắn liên thanh hả? Được. Cái nhắm này của quân Anh nó hơi kỳ. À bên này command of an outpost. Pressure. Ơi, xin lỗi mình nè. Cầm lên chỗ đó, địch đang hướng đó nữa. Đặt đạn cái đó. Cảm ơn người anh em nha. Give me a lift. I can't comply with that. Nhiều pha nó xong lên thấy ẩu quá. À không được, vô cái làm khói này à. Vô. REME at this location. Nó thầm mình nhưng mà yeah. Sao phe mà nó thêm kêu hoài ta. Ồ bị nó chiếm rồi. Quay lại nào. Súng của mình bắn tương nó được ấy. Để thử cây này coi.
chắc cũng của mình thì sẽ không có đòn nhắm, mà nếu mình chơi cứu thương thì sẽ không có đòn nhắm. Mình được cái mình chạy lẹ hơn do là mình không có giáp. Anh em để tôi của mình sẽ là bắn ba phát hả? Ủa là nào? Ủa sao không được? Như bị địch nằm đè lên không được hay sao? Cậu anh kéo lên rồi. Quên đeo cái này lên nữa. Em đợi tôi. Thằng quân y là nó bắn ba phát nha các bạn. Còn thằng kia đó, thằng thằng mà chủ công á, nó mới cái thằng đánh mà offshoot á, nó mới là cái thằng đánh liên thanh được. Đấy anh em bình tĩnh, để tôi. Đứng yên cho tôi thằng áo nè. Trời ơi, chạy hoài. Đứng. Sorry boss. Nó tường lựu đạn kinh quá. Nam lên cao quá rồi sao tôi nhắc. Cái xe nó bắn nữa. Cảm ơn tôi tự hồi máu được ông ơi. Xe nó bắn chết rồi. Chạy lên là mấy thằng bạn mình nó đi rồi. Mình có 15 giây để cứu thôi. Chỗ này không có đường vô mới khổ chứ. Giáp nữa không chịu được lâu. Nếu là Special Force thì sao ta? Đây. Súng thì có đầu giảm thanh thôi. Cái mặt nạ này chỉ chống được hơi cay thôi, không có chống được lát ban nha các bạn. Nhìn không biết nào bịch nào ta luôn. À, cảm ơn người anh em giật thằng súng rồi. Nhìn mà rối luôn á. Quân y thì không có rồi. Đây lấy cái súng máy của quân ta ra nào. Đây qua nhanh. Chúng ta đang đấu với quân Nga đó nha các bạn, không phải đùa đâu. Cầu thang bên này. Nó bắt chạy trên lầu xuống nữa. Enemy in retreat. Excellent effort. Rồi đây, anh thì súng nó nhìn không hao nhau đó bạn. Cái bản này nó hay có cái súng này nè, bắn nó cây cũng bị phất quá. Lấn vô những người quá.
có nhiều đường nữa. Cũng đi hai mạng đấy. Chúng ta thắng trận đầu các bạn. Map này cũng tương đối là khó chơi đấy, nhưng không phải dễ đâu. Rồi nào, chúng ta giết được 44 chết 5, tại vì nó không tính luôn những cái lần mà mình bị chết nhưng mà đồng đội nó cứu sống dậy. Coi như là một mình mà giết được để coi 10 đứa, gần 11 đứa, tại vì 44 thì nó bị lẻ xíu, coi như là 11 cũng được đi, gần 11 đứa. Cái hàng giỏi bên nó thì cũng chết giết được 9 mà chết 10. Rồi, vậy coi như là thành công rồi. Rồi giờ đổi lại chúng ta chơi quân Nga thì coi nó như thế nào nè. Trang bị cũng không khác gì mấy cái phe khủng bố đồ nha. Rồi thôi vậy cũng tốt. Mấy trang bị này mình từng xài rồi, mình biết cách sử dụng. Ống phóng lựu này thì tốt hơn, mình rất thích ống phóng lựu. So với lực ném lựu đạn thì cái ống phóng lựu này nó hiệu quả. Nó bắn như đằng xa mà dễ canh hơn các bạn, lựu đạn hơi khó, tại lựu đạn nó không có cái canh. Đột kích theo đường này cũng được, nhưng mà đột kích theo đường này thì nó dài các bạn. Nghĩa là đối phương nó cũng có thể spawn ra ở đây, chưa kể mấy cái điểm này nó nằm ở trên cao nữa. Точка под контролем. Mấy cái điểm này nó khó để mà đột kích lắm. Ở đây chủ yếu là giao tranh ở đoạn giữa thôi. Точка под контролем. Tốt, anh em lui. Cảm ơn người anh em nha. Nguyên băng chết được con thằng. Rồi lấy cái xe này chạy nào. Lên đi. Cùng lên. Đuổi luôn. Ủi dưới đường thằng mình bay luôn mà. Cái này là do mình tự ủi chứ không phải bị nó bắn nha. Tổ lái kiểu này giờ hơi dở. Rồi đây. À mất điểm rồi. Rồi không sao, lấy súng đi tiếp. À đường này. Rồi anh em để tôi lái. Màn này nó cũng không có xe tăng, tương đối dễ thở. Cái súng, cái đạn này nó không có tác dụng mấy đối với lại xe bọc thép, mà cũng tương đối tác dụng tương đối. Mình cũng bắn được một thằng chui ra. Đây mà hết rồi. Chạy luôn.
сражаться. Chính mình dính đạn mình cũng gần hết, chơi luôn đi, liều mạng luôn. Hãy xem đây. Chà, mà chưa kiếm được điểm à? Hơi dở. Sách cây này theo. Cố gắng chí điểm giữa nào, ta đang mất lợi thế. Này thì đột kích này. Ê, có địch, có địch. Giác súng này. Này thì đột kích rồi. Đang tập trên RPK mà sợ gì, súng máy chuyên dụng. Cây này trong cửa ly rồi sống nữa. Trời ơi, ông xông lên chỗ đó là chết. Đang bắn ngon lành, ông xông ngay trước cái họng súng tôi. Lên, kéo cờ lên. Прошу прощения, точка под контролем. Мы инженеры. Cờ kéo lên rồi. Hay quá. Эвакуация, приём. Rồi tới lượt cái RPK. Hầu như chơi chả gì thấy lo hết đạn thôi. Ít khi hết đạn lắm. Ra hầu như cái mấy khi nào mình tập cái nhân vật này mình xài cái túi của mình đa phần sẵn đạn cho đồng đội thì có. Rồi, nằm xuống hả? Hai. Lại đồng đội nữa, nó tương lựu đạn mà trúng đạn không. Màu xanh là quân mình, màu đen mới là quân Anh. Chính mình còn nhìn không ra đồng đội mà. Sóc cho lấy cái sóc điện nó sóc cho một cái rồi không thấy đường luôn, đang ra nó ho bắn ho. Evacuate,
tranh quyết liệt. Точка под контроль. Врача, врача, как понял, врача. Что дай, что дай. Нужен транспорт. Вас понял. Так нет. Врача. Вижу противника. Вижу противника. Đúng này, nó phải trước khi bắn là nó phải kéo cái chân xuống dù chúng ta không có dùng cái chân chống. Trời ơi, đừng có tư lựu đạn tầm bậy mấy ông ơi. Нужен транспорт. Так нет. Врача. Мы потеряли пост. Еще не все потеряно. Trời ơi, nguyên trái đầu đạn. Cảm ơn người anh em. Thì bắn nhiều đó đạn vô người nó mà nó không chết. Trời ơi. Đây là đạn đó. Rồi đúng. Ê trời, lỗi nha. Một quá. Nhưng mà phương tiện nhiều quá thì bộ binh khó chiến đấu lắm. Để coi lần này là mình giết 73 mình chết có 2 thôi. Tại vì đa phần là mình chết là có đồng đội cứu. Đúng không? 73 mà chết 2 vậy là coi như là mình xử 36 đứa. Lẽ 36 rưỡi. Cái thằng giỏi nhất bên nó giết được có 14 mà nó chết 12.
cũng coi như là khá là thành công, thì đa phần là nó nhào vô nó giao tranh không mà thành ra bắn lẹ lắm các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.